tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương độ xuống trên con, tháng năm hoài vẫn miên man. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Là giọt sương long lanh trong nắng, ôi rất đẹp và rất xinh, nhưng chẳng lâu tan biến dần là một làn mây bay bay theo gió, chút tơ trời Chúa đâu quên, thế nên Ngài vẫn ngay bên. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Trần gian say xưa con bước, quên lối về lạc bên mê, quê nhà yêu xa mất rồi, mất rồi. Ngài đã dù thương ban ơn soi lối, cánh tay Ngài đỡ nâng con, dẫn đưa về bên an vui. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng khúc hoan ca, trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dệt khúc hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Thank you.
hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân người, hôm nay Chúa đã lên núi Sion. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Trước hết kính chào cha xứ, quý cha và quý chức tân cử cũng như tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha và anh chị em, ngày hôm nay ngày thứ hai cuối tháng, chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện thứ nhất theo các ý nguyện sau. Thứ nhất là cầu nguyện thánh hiến và cung hiến bàn thờ, để chúng ta xin Chúa đổ tràn thần khí của Ngài và sức dầu thánh hiến bàn thờ này, nơi cử hành lễ tế cực trọng Chúa Giêsu Kitô để cứu độ chúng ta. Ý thứ hai, chúng ta dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa vì đã có nhiều người quản đại công tác ở trong công việc chung của giáo xứ, và hiện nay còn có nhiều người tiếp tay vào trong công việc chung của giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và cộng tác của tất cả những ai đang góp phần vào việc xây dựng cộng đoàn giáo xứ. Ý thứ ba, con cũng muốn xin anh chị em cùng hiệp ý cộng cùng với chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn có hài cốt trong nhà chờ phục sinh, các linh hồn qua đời trong cơn dịch bệnh mà năm nay là năm thứ ba. Nhiều người nãy hỏi không biết là trong giáo xứ có ai qua đời trong cơn dịch bệnh không? Năm nay là năm thứ ba dỗ mạng ta. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những anh chị em chúng ta. Và cuối cùng, trong tình hiệp thông của giáo hội, xin ông bà anh chị em cũng cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần sáng mai an táng. Sáng mai con cùng với Đức Tổng cũng sẽ đi dự thánh lễ an táng của Ngài tại Lăng Xuyên. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho Ngài. Trong thâm tình ấy, giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ. Xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con tùng Chúa.
chúng con tôn vinh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi con Chúa được dâng cao trên bàn thờ thập giá, Chúa lôi kéo mọi sự lên cùng Người. Hôm nay chúng con cung hiến bàn thờ này là nơi Chúa sẽ quy tụ chúng con, lại ân cần nuôi dưỡng và tăng ban thánh thần, làm cho chúng con thành dân riêng của Chúa. Xin tuôn đồ ân thanh xuống tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng đến gần Chúa mà tế lễ phụng thờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Nehemiah. Ngày ấy thầy tư tế Ezra mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7, từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thơ ký Ezra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách thì tất cả đều đứng lên. Ezra chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nehemiah là tổng trấn, Ezra là tư tế và là thơ ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng nói với họ rằng: Ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc, vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng:
hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa. Đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa. Bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Chính anh em như những tảng đá sống động xây dựng tòa nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế có lời thánh kinh rằng: đây ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá. Ai tin người sẽ không phải hổ thẹn. Vậy vinh dự cho anh em là những kẻ tin, nhưng đối với những kẻ không tin thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Đó là lời Chúa. Theo Thánh Gioan. Lạy Chúa.
vượt qua của người Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự diệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, rồi trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời người nói. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Xin mời đoàn đứng để lãnh phép lành phép lành lời Chúa từ Đức Cha. Kính mời anh chị em ngồi. Kính thưa anh chị em, hôm nay theo lời mời gọi của cha xứ, tôi đến đây để dâng thánh lễ cùng với anh chị em và cung hiến bàn thờ. Việc cung hiến bàn thờ được coi là việc quan trọng, bởi vì trong nghi thức làm phép và cung hiến bàn thờ ấy, chúng ta nghe đoạn tin mừng kể lại việc Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem xưa kia. Và lễ cung hiến đền thờ trước hết nhắc chúng ta vài điều sau đây. Điều thứ nhất, nhắc chúng ta đến ngôi đền thờ thiêng liêng là chính Đức Kitô. Trong bài tin mừng, chính Chúa Giêsu nói điều ấy: "Cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại." Người ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Ngài để đem lại ơn cứu độ muôn đời cho chúng ta. Và tại bàn thờ mỗi ngày chúng ta vẫn cử hành lại mầu nhiệm cao trọng ấy. Chính Đức Kitô là đền thờ thiêng liêng Chúa chúng ta. Quả thật, trên bàn thờ thập giá, Chúa Kitô đã hiến mình làm của lễ vẹn sạch dâng lên Thiên Chúa để xóa bỏ mọi tội lỗi trần gian, giao hòa chúng ta với Chúa để chúng ta được trở nên con cái người và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta được mời gọi nhắc nhớ. Đền thờ ấy là chính Đức Kitô và nhắc chúng ta đến mầu nhiệm cứu độ. Và đó là lý do tại sao mà trong Kinh Vinh Danh hồi nãy chúng ta đọc, nghe đến danh Chúa Giêsu Kitô chúng ta cúi đầu, chúng ta tưởng niệm đến mầu nhiệm cứu độ mà chính Đức Kitô đã thực hiện cách đây hơn 2.000 năm và bây giờ vẫn còn được thực hiện trên khắp thế giới. Nơi nào có người tín hữu quy tụ lại, nơi nào có nhà thờ dù lớn hay nhỏ, thì nơi đó đều cử hành một niềm tin và một mầu nhiệm như nhau. Điều thứ hai mà chúng ta được mời gọi lễ cung hiến bàn thờ nhắc chúng ta về ngôi nhà thờ vật chất này được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Những cử hành phục vụ thánh sẽ được diễn ra tại đây để ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa.
chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa và để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta trên đường dương thế. Vì thế, những việc trần thế không xứng hợp để cử hành tại nhà thờ. Tất cả những việc gì đó mà mang tính cách trần thế đều được mời gọi phải cử hành ngoài nhà thờ. Ở trong nhà thờ chỉ cử hành những phục vụ mang tính cách tôn thờ chúc tụng Thiên Chúa. Đó là điều mà chúng ta được mời gọi nhắc nhớ khi cung hiến bàn thờ, khi làm phép nhà thờ, là nhà thờ này được thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Và điều thứ ba nhắc chúng ta là mỗi người trong chúng ta cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Bởi vì qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được sức dầu thánh hiến. Đến lát nữa đây, chúng ta sẽ tham dự nghi thức đổ dầu trên bàn thờ, thánh hiến bàn thờ. Và bàn thờ này tượng trưng cho Đức Kitô. Tế lễ mỗi ngày sẽ được dâng lễ tại đó. Nhưng mà đồng thời cũng nhắc chúng ta đến bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội, khi chúng ta được thánh hiến sức dầu, được chính Chúa Thánh Thần thánh hiến. Thánh Phêrô trong bài đọc nói với chúng ta: hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ tiên liêng, đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế tiên liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Còn Thánh Phaolô thì nói với chúng ta rằng: nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Thưa anh chị em, như đầu lễ có nói với anh chị em về những đau khổ mà chúng ta vừa trải qua trong thời gian dịch bệnh. Và quả thật chúng ta mới thấy nhà thờ, thánh lễ với những cử hành lại cần thiết cho chúng ta biết dường nào. Bởi vì chúng ta thấy trong thời gian dịch bệnh, mọi người đều không được đi ra khỏi nhà, thánh lễ trực tuyến chứ không có thánh lễ chúng ta tham dự như chúng ta đang tham dự trực tiếp đây, mà thánh dự trực tuyến. Chúng ta không được rước lễ, chúng ta chỉ được mời gọi rước lễ thiêng liêng. Chỉ trong những lúc ấy chúng ta mới cảm thấy thánh lễ và nhà thờ quan trọng như thế nào trong đời sống đức tin của chúng ta. Và có khi chúng ta cũng không có thấy quan trọng lắm, nhưng những người bị bệnh, những người bị bệnh không được rước lễ, không được lãnh nhận các bí tích sau cùng, họ cảm thấy thật là hụt hẫng. Thưa anh chị em, xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện, mà đây là một câu chuyện của bố mẹ của bà về trên nhà kín Sài Gòn. Mất cả bố lẫn mẹ chỉ trong vòng một tuần lễ. Và sơ nhà kín gọi điện thoại qua nói với con: thưa cha, xin cha cầu nguyện, và cầu nguyện cho bố con, rồi cầu nguyện cho mẹ con. Bởi vì bố mất trước rồi mẹ mất sau, mà không được dâng lễ gì cả, không được. Nên con ghi lại, xin kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện này. Có hai vợ chồng già, là hai ông bà cố của bà sơ bề trên, cùng đồng hành bên nhau gần 60 năm cuộc đời. Biết bao vui buồn sớt chia. Trước dịch, bà cùng ông đi lễ mỗi ngày. Khi dịch xảy ra, nhà thờ đóng cửa, ông bà dự lễ trực tuyến, đọc kinh chung, nâng giấc sẻ chia. Rồi cả nhà bị nhiễm bệnh, cả con cháu, cả hai ông bà. Ông bà đi cách ly mỗi người một nơi. Trước kia, hai ông bà nương tựa vào nhau, bây giờ hụt hẫng, lần chuỗi mà nức nghẹn vì thiếu tiếng thưa kinh, thiếu hơi ấm nghĩa tình bao năm tháng. Một tối tại bệnh viện cách ly, ông cố lặng lẽ qua đời, không người thân, không lời kinh đưa tiễn, không có gì hết. Vài ngày sau, gia đình đón tro cốt ông về, đau đớn mà không dám cho bà hay. Bởi vì bà cố bao giờ cũng hỏi, bà cố cũng nằm trên bệnh viện cách ly, ông cố nằm một chỗ chết rồi, còn bà cố thì cũng nằm trên bệnh viện cách ly, đi cách ly sau ông. Bà cố hỏi con cái: bố bay có khỏe không? Ông cố có khỏe không? Gia đình không dám nói thiệt, nói dối. Ông cố khỏe lắm, chờ bà cố chừng nào khỏe về, ông cố hỏi thăm bà cố. Nhưng mà thực ra ông cố chết rồi. Ngày bà cố âm tính trở về nhà,
cũng là lúc bà biết tin ông cố đã chết rồi. Bà cố suy sụp hẳn, ra vào thơ thẩn một mình. Bà cố thường ngồi lặng hàng giờ trước tro cốt ông để trước bàn thờ, mà nước mắt ngắn dài, ghe lui khỏi bến còn dầm, người thương đâu mất, chỗ nằm còn đây. Con cái nhìn bà cố mà xót xa, không biết bà cố có thể trụ nổi được bao lâu, bởi vì bà cố ngày càng dường như không có tha thiết gì nữa, không muốn ăn, không muốn ngủ, chỉ mong gặp ông cố. Con cháu nhìn mà xót xa, tình nghĩa vợ chồng bền chặt, khó khăn khi con cái lúc còn nhỏ mới an nhàn đôi chút lúc tuổi già. Giờ ông cố vội ra đi trước bà, dường như ông cố sợ ly biệt. Nhìn mái tóc bạc trắng của bà cố, nhìn dáng lưng còng liêu siêu như ngọn cỏ úa vàng trong chiều sắp tắt nắng, con cháu đều đau lòng. Một tuần sau, bà theo ông, bởi vì cũng còn trong cách ly, mỗi người nhà người nào ở trong nhà ấy, bà cố qua đời. Con cháu tề tựu chung quanh bà, nhưng bà vẫn nhìn quanh quất như tìm bóng hình ai. Bà cố vội về kéo ông cố trong. Bây giờ cả ông bà cố đang ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Đó là một câu chuyện mà con ghi lại, câu chuyện của thực tế của một gia đình Công giáo trong Sài Gòn này. 3 năm trước trong cơn dịch bệnh, nhiều giáo dân đã chết tương tâm, không thánh lễ, không người thân, các phép sau hết cũng đành thiêng liêng. Nay mãn tang con nguyện dâng lễ, mong Chúa thương xót ghé mắt nhìn. Gia đình tha thiết nguyện xin Chúa thương đón nhận thiên đình 4 năm. Thưa anh chị em, mỗi người trong chúng ta là đền thờ của Chúa, và mỗi người trong chúng ta luôn luôn khao khát được kết hiệp với Chúa, được rước Chúa. Và thú thật, thú thật, nhiều người trong câu chuyện, nếu chúng ta kể lại những câu chuyện thời dịch bệnh thì có thể nói rất đau khổ. Chẳng hạn như câu chuyện một người mẹ bị nhiễm bệnh, và chính quyền đến, nghe khi nhiễm bệnh là chính quyền đến ngay lập tức khử trùng rồi đưa người mẹ đi, con cái muốn giữ mẹ ở lại cũng không được. Rồi hình ảnh những người con đau đớn quỳ sụp bên hè trước linh cữu mẹ, người ta đưa đi, con không có biết làm sao, quỳ gối khóc tiễn mẹ, không vành khăn tang, không lời tiễn biệt. Hình ảnh những người con đau đớn quỳ sụp bên hè, cũng như những hình ảnh khác mà chúng ta từng chứng kiến trong giáo xứ hay trong gia đình mình, tất cả những điều đấy đều nói với chúng ta, đều nói với chúng ta về chân lý, về mầu nhiệm sự sống, về mầu nhiệm cứu độ mà Đức Kitô đã đem đến cho chúng ta. Kính thưa anh chị em, ngày hôm nay ngày chúng ta cung hiến bàn thờ, và đồng thời mời gọi chúng ta nhắc nhớ đến thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và ngày hôm nay cũng có một ý nghĩa khác cũng khá hay, là cha xứ nói cuối lễ xin Đức Cha trao bằng tưởng lệ cho các quý chức tân cựu. Và đó cũng là một điều tốt để nhắc nhớ chúng ta, nhà thờ này, giáo xứ này là của chúng ta, của anh chị em, và chúng ta có bổn phận phải cộng tác vào trong việc xây dựng giáo xứ. Nhân dịp này, con cũng muốn thay lời cho Đức Tổng Du Sa để cảm ơn cha xứ, cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, cảm ơn quý chức tân cựu, và cảm ơn tất cả mọi người trong giáo xứ đã cộng tác với cha xứ để hình thành, để xây dựng một giáo xứ cộng đoàn hiệp nhất yêu thương nhau. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta, và xin cho chúng ta tham dự vòng nghi thức này với tất cả niềm tin tưởng, cậy trông yêu mến, và xin cho giáo xứ chúng ta luôn thăng tiến trong đời sống đức tin, bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có phần và đều có bổn phận phải góp phần vào trong việc xây dựng giáo xứ. Hôm nay Chúa dạy cho con biết Chúa là đền Thiên Chúa tối cao, Chúa thương nhân loại biết bao, nhà thờ giáo xứ dạt dào muôn ân. Cho con biết kính tôn yêu mến,
tâm hồn con Chúa ngự muôn đời, giúp con giữ đạo không ngơi, giáo xứ hiệp nhất sáng ngời yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho cha xứ, cho quý cha và cho tất cả anh chị em. Amen. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây là nghi thức cung hiến bàn thờ. Nghi thức này gồm các phần sau: kinh cầu các thánh, đặt xương các thánh vào bàn thờ, lời nguyện cung hiến, sức dầu, song hương và thắp sáng. Kinh cầu các thánh được gắn bó mật thiết hơn với Đức Kitô. Các thánh trên trời góp phần làm cho hội thánh thêm thánh thiện. Các ngài không ngừng cầu bầu cho chúng ta bên Chúa Cha bằng cách dâng các công trạng đã lập được khi còn ở dưới thế. Nhờ đứng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là Chúa Giêsu Kitô. Do đó trong tình huynh đệ, các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì chúng ta yếu mềm. Giờ đây chúng ta cùng xin các ngài truyền cầu cho chúng ta trước mặt Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha toàn năng những lời cầu khẩn nhờ Đức Giêsu Kitô, đấng mà toàn thể các thánh được liên kết với Người, chia sẻ cuộc khổ nạn của Người và đang đồng bàn dự tiệc với Người. Xin mời cộng đoàn quỳ. Xin Chúa thương xót chúng Chúa
Lạy Chúa, nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, xin đoái thương nhầm lời chúng con cầu xin và làm cho bàn thờ này trở nên nơi diễn ra các mầu nhiệm cứu độ trong đài, nơi dân Chúa tiên dân lễ vật bày tỏ các ý nguyện tốt lành và vãng lên muôn kinh nguyện cùng với mọi tâm tình thờ phương đạo đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Giờ đây là nghi thức gạch xương thánh vào bàn thờ. Xương của thánh Đa Minh Đinh Đức Độc được đặt chơi bàn thờ. Ngài sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, Phụ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo xứ Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu. Từ thời thơ ấu, cậu ước muốn dâng mình cho Chúa nên đã chăm chỉ học hành và luyện tập nhân đức. Sau này cậu xin gia nhập chủng viện và kiên trì trong ơn gọi. Mùa xuân năm 1829, sau khi được tù phong linh mục cùng với 10 anh em đồng môn, cha mẫu xin gia nhập và tuyên khấn trọng thể trong dòng Đa Minh. Trải qua những năm cấm đạo gắt gao thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, cha mẫu vẫn luôn trung kiên vượt mọi thử thách và hăng say đi rao giảng tin mừng tại các xứ đạo Trung Linh, Phú Nhai và Kim Lao. Ngày 27 tháng 8 năm 1858, cha mẫu bị bắt cùng với một số tín hữu tại làng Kẻ Diền, tỉnh Thái Bình. Sau đó tất cả bị giải về Hưng Yên. Trong hơn 2 tháng tù đầy, dầu phải mang gông xiềng, chịu tra tấn nhiều lần, cha không chỉ chấp nhận gian lao đau khổ mà còn khích lệ các giáo hữu cùng bị giam cầm hãy chịu đựng vì danh Chúa Giêsu. Nhờ đó nhiều người đã trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Trong tù, cha vẫn luôn sống đời cầu nguyện kết nghiệp mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa, nhất là siêng năng lần chuỗi mân côi để trung thành với ơn gọi và giữ vững đức tin. Ngày 5 tháng 11 năm 1858, bên bờ sông Hồng, thị xã Hưng Yên dưới thời vua Tự Đức, cha Đa Minh Đinh Đức Mậu đã thanh thản tiến ra pháp trường, nhận bản án trảm quyết vì danh Chúa Kitô. Ngài được mai táng trọng thể tại nhà thờ giáo xứ Mai Linh, tỉnh Nam Định. Linh mục Đa Minh Đinh Đức Mậu được nâng lên hàng chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1951, và được tôn phong hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Giờ đây cha xứ sẽ đưa hạt thánh, một xương thánh cho đức cha để ngài gắn vào bàn thờ.
Thưa cộng đoàn, việc đặt thánh cốt vào bàn thờ được cung hiến với ý nghĩa rằng sự hy sinh của các thành viên này có nguồn gốc từ trong hy tế của bàn thờ, đồng thời cũng tượng trưng sự hiệp thông với hy tế của Chúa Kitô, của toàn thể hội thánh vốn được kêu gọi làm chứng về lòng trung thành với Chúa và hiền thê của Chúa, cho dẫu phải đi đến cái chết. Giờ đây Đức Giám Mục sẽ đọc lời thánh hiến. Lạy Chúa, chúng con tôn ngô Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì do nhiệm y công tạ của tình thương Chúa. Chúa đã ân định để khi mọi thứ hình bóng cũ chấm dứt, thì mầu nhiệm bàn thờ duy nhất đích thực được kiện toàn trong Đức Kitô. Thật vậy, Noe là một nguyên tổ kế tiếp của loài người. Sau khi sông nước yên hàng đã lập bàn thờ và dâng hy lễ lên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận lời dân thơm ngát của ông và cho cầu vồng xuất hiện như dấu chứng của giao ước với loài người được tái lập trong tình yêu. Abraham, tổ phụ đức tin của chúng con, đã hết lòng đón nhận lời Chúa và đã dựng lên một bàn thờ để hiến tế Isaac là người con yêu quý duy nhất hầu làm đẹp lòng Chúa. Rồi cả Môi-sen, trung gian của giao ước cũ, cũng đã dựng lên bàn thờ và rây mau chiên lên đó để bao trước một cách mầu nhiệm bàn thờ thánh giá sau này. Tất cả những điều đó đã được Đức Kitô hoàn tất trong mầu nhiệm vừa qua. Lạy Chúa, người quá thật vừa là tư tế vừa là tế Phật, khi tự nguyện treo mình trên cây thánh giá và hiến mình làm của lễ vẹn sạch dâng lên Chúa để xóa bỏ mọi tội lỗi trần gian và ký kết một giao ước mới bằng máu của người. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con này xin Chúa tuôn đổ ân thánh hoa bởi trời xuống trên bàn thờ được dựng lên trong ngôi thánh đường này, để mãi mãi là bàn thờ dành riêng cho hy tế của Đức Kitô và trở nên bàn ăn của người, để ở đó dân Chúa được tiệc thánh nuôi dưỡng và tăng sức. Xin cho viên đá này trở nên dấu chỉ của Đức Kitô, vì từ cánh sườn bị đâm thâu của người, nước và máu tuôn tràn để thiết lập các bí tích của hội thánh. Xin cho bàn thờ này trở nên bàn tiệc của niềm vui, nơi những bàn hữu của Đức Kitô sum vầy, để ghi thác mọi âu lo và gánh nặng cho Chúa và nhận lại sức sống mới cho cuộc lữ hành. Xin cho bàn thờ này trở nên nơi chôn của hiệp thông và bình an, để những người được nuôi dưỡng bởi mình và mẫu con Chúa được tràn đầy thánh thần của người mà lớn lên trong tình yêu Chúa. Xin cho bàn thờ này trở nên nguồn mạch của hiệp nhất và tình thân, để dân Chúa quy tụ trong cùng một đức tin được kinh mục tinh thần yêu thương nhau. Xin cho bàn thờ này trở nên trung tâm lời ca ngợi và lời tạ ơn của chúng con, cho đến ngày chúng con đạt tới cõi vinh hằng. Ở đó cùng với Đức Kitô là tường tế và bàn thờ sống đông, chúng con dâng lên truy lệ người khen muôn đời, người hằng sống hiển tri cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Giờ đây là nghi thức sức dầu bàn thờ. Việc sức dầu là dấu chỉ Thiên Chúa ban Thánh Thần thánh hiến, để từ nay bàn thờ này được dành riêng cho Thiên Chúa và là trung tâm phục vụ của giáo sứ. Xin Thiên Chúa dùng quyền năng của người thánh hoa bàn thờ mà chúng con làm phân sư sức dầu đấy, để nên dấu chỉ hữu hình viên tá mầu nhiệm Đức Kitô, Đấng đã hiến dâng chính mình vì sự sống thế gian.
nơi người ta thờ phượng Ca-vê Thiên Chúa. Với ngài, người ta dâng lễ vật toàn tiêu cùng các hương thơm êm ái. Từ nay bàn thờ này đã được dâng hiến cho Chúa, và cũng từ nơi đây dân Chúa không ngừng dâng nghi lễ cho Chúa. Lạy Chúa, xin cho lời nguyện cầu của chúng con bay lên trước tôn nhan Chúa như hương trầm nghi ngút, và như ngôi nhà này tỏa ngát hương thơm thế nào, xin cho hội thánh Chúa cũng tỏa lan hương thơm của Đức Kitô cho thế gian như vậy. Xin ánh sáng Chúa Kitô tỏa sáng trên bàn thờ này, và xin cho những người tham dự quanh bàn thờ này nhờ đó cũng được tỏa sáng.
nghi thức cung hiến đến đây kết thúc, thánh lễ sẽ tiếp tục với phần phục vụ thánh thể. Nhờ mình và máu người nuôi dưỡng
họ được quy tụ thành giáo hội duy nhất và thánh tiên. Ở đó các tín hữu lành nhân Chúa Thánh Thần như dòng nước tuôn chảy từ Đức Kitô là đá tảng thiêng liêng. Nhờ người họ trở nên bàn thờ sống đông nên của lễ thánh thiên đẹp lòng Cha. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng: Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa, vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để tự động sang tay họ dâng lên Chúa một hiến lễ tín tuyệt. Vì vậy lạy Chúa, chúng con đã tiếp nại xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần nói dân thánh hoa của lễ, chúng con dâng tiên Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, từ lên người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một tâm thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Đất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo Hiền Vinh,
vùng cùng với toàn thể các thánh, chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lưu thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa đã Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha phụ tá Giuse giao phần chúng con cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân linh Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu xin của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương toàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mang khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thay vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hồng danh của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng ta dám nguyện rằng nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa hát một
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nâng lên gần bàn thờ Chúa mà sốt sắng tham dự lễ tế của Đức Kitô, để khi được người bồi dưỡng, chúng con nên một trong đức tin và đức mến, và biến đổi thành hình ảnh sống động của người là đấng hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Con kính mời Đức Cha, Quý Cha an toàn cộng đoàn chúng ta đứng. Sau đây con Chủ tịch Hội đồng Bầu cử thay mặt các cộng đoàn có lời cảm tạ Đức Cha, Quý Cha như là mọi người cùng mặt đây. Kính mời ông. Trọng kính Đức Cha Giuse, Cha Giáo xứ Francisco Xavier, Quý Cha, Quý Sơ, Quý Cố, Quý Khách, Quý Cựu, Tân Hội đồng Bầu cử Giáo xứ, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Tân Dân. Hôm nay giáo xứ chúng con rất vinh dự được đón tiếp Đức Cha nơi giáo xứ nhỏ bé này của chúng con, dâng thánh lễ cung hiến bàn thờ, cùng trao bằng tưởng lệ và ủy nhiệm thư cho Hội đồng Mục vụ giáo xứ chúng con. Con xin phép được đại diện cho tất cả cộng đoàn giáo xứ Tân Dân, xin chân thành cảm ơn Đức Cha, Quý Sơ, Quý Cố, Quý Khách đã đến đây để cùng hiến dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cung hiến bàn thờ, trao bằng tưởng lệ và ủy nhiệm thư cho Hội đồng Mục vụ giáo xứ chúng con. Sau cùng, chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn tràn hồng ân xuống cho Đức Cha, Quý Tu Sĩ cùng toàn thể dân Chúa luôn bình an trong Chúa Thánh Thần. Chúng con đồng cảm tạ. Sau đây chúng con có bó hoa nhỏ kính tặng lên Đức Cha. Đức Cha sẽ trao ủy nhiệm thư cho Hội đồng Mục vụ mới. Bà Maria Phạm Thị Duy, trưởng giáo hội Thánh Gioan Sita. Ông Thomas Nguyễn Đình Hải. Ông
ông Giuse Nguyễn Tiến Cường, bà Maria Teresa Đinh Thị Hồng, cô Thánh Pedro, ông Pedro Nguyễn Tiến Thanh, ông Jacobe Lê Văn Anh Bình, bà Na Nguyễn Thị Tuyết Mai, trưởng họ Thánh Du Xe, ông Pedro Paulo Đỗ Mạnh Linh, cô Maria Trần Nguyễn Hồng Thi, cô Rosa Lê Nguyễn Thúy Huyền, trưởng học Rosa ông Du Xe Phùng Lũ Học, Maria Hoàng Thị Kim Dung, bà Teresa Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Chủ tịch Hội đồng Bổng Phụ Gong Sita Nguyễn Văn Tâm, ông Báo Trường Nguyễn Trân Tê Đỗ Ngọc Hoàng, bà Phó Trường Marina Trần Thị Kim Điều, bà Phụ Quỹ Marina Mạc Thị Phúc, cô Thư Ký Maria Trương Thị Kim Thanh. Con kính mời các cha luôn ạ, các cha xuống đây chụp chung với hội đồng mùa mới của chúng con của Tâm Linh. Con mời các cha xuống ạ. Chắc các cha xuống dưới hàng giữa luôn, các cha ở hàng giữa luôn. Con mời các cha xuống đây ạ, chụp chung với chúng con. Dạ, con cha ạ. Giờ đây xin Đức Cha cho chúng con thêm một vài lời để nhắn nhủ cho hội đồng mùa mới như cho nhóm sư chúng con. Cảm ơn quý chức vị chúng con. Kính mời quý cha ngồi. Thưa anh chị em, xin phép anh chị em trên 1-2 phút nữa thôi. Trước hết, xin thay lời cho Đức Tổng Du Sa. Cảm ơn quý chức đã hoàn tất, quý chức cựu đã giúp cho giáo xứ nhiều năm qua. Mà ngày hôm nay, thay mặt cho Đức Tổng, con trao bằng tưởng lệ đến các quý chức. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh cả Du Sa và các Thánh ban nguồn ân phúc cho quý chức và gia đình. Cũng như là thay lời cho Đức Tổng Du Sa, cảm ơn sự cộng tác của quý chức tân cựu, những người trước kia đã cộng tác, đã giúp cho giáo xứ rất nhiều. Bây giờ những người khác tiếp nối, vừa phần cho chúng ta thấy tính hiệp hành. Tất cả mọi người đều có bổn phận giúp cho nhau cùng tiến bước, mà đồng thời vừa cho thấy bổn phận của chúng ta, bổn phận của mỗi người là cộng tác và trong cái công việc chung của giáo xứ. Xin thay lời cho Đức Tổng Du Sa, cảm ơn tất cả quý vị thân cựu đã quảng đại đóng góp vào cái công việc chung. Mà chắc chắn công việc chung này có khi nó có nhiều cái cũng vất vả, rồi có khi cũng cay đắng nữa, bởi vì làm việc chung
có khi nhiều người này người kia không hiểu, nhưng mà có khi vì Chúa mà chúng ta cứ đón nhận, cứ làm. Xin Chúa chúc lành, gìn giữ, che chở quý chức tân cựu và gia đình. Nhân dịp này con cũng có mấy lời thơ nãy ngồi trên xe đọc. Nhân cái dịp cung hiến bàn thờ nên thành ra chúc mừng cha xứ, giáo xứ và quý chức tân cựu. Chúc mừng tân dân ngày cung hiến, một ngày vui tiến bước hiệp hành. Mong cho giáo xứ tiến nhanh, cộng đoàn hiệp nhất đỡ đần thương nhau. Các đoàn thể luôn giàu nhân đức, giáo dân sống đúng chức phận mình. Một ngày lễ đẹp lung linh, chúc mừng tràn pháo thân tình thương yêu. Và chúc mừng mọi người. Thưa anh chị em, bởi vì ngồi trên xe rồi từng chuẩn bị tới đây không có bao nhiêu phút nên thành ra không biết là viết cái gì, thành ra viết nó lộn nhộn vậy, nhưng mà với tất cả tấm lòng, với tất cả tấm lòng gửi đến anh chị em như là cái món quà để xin Chúa chúc lành. Bây giờ đây kính mời anh chị em đứng, chúng ta lãnh nhận phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay Thiên Chúa là Chúa Tể Trời Đất đã cho anh chị em được tham dự lễ cung hiến bàn thờ này. Xin Người ban phúc lành dồi dào cho anh chị em. Thiên Chúa đã muốn quy tụ trong Đức Kitô con yêu dấu của Người mọi con cái đang tàn ma khắp nơi. Xin Người ban cho anh chị em được trở nên đền thờ của Người và nơi Chúa Thánh Thần ngự trị. Anh chị em đã được phúc lành nhận vi tín thánh tay. Chúc anh chị em hằng được Thiên Chúa ngự trị trong lòng và được cùng toàn thể các thánh hưởng gia nghiệp tiên quốc muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Để xong cho anh chị em đi bình an.